khẳng định họ là khi mình lời thì liền đứng dậy thì kiếm họ đang xuống như vậy thì từ đó mới sanh ra đủ thứ chuyện hết đó. Thì như vậy là để thấy rằng có những lúc bỗng dưng không ngơ mà liền giấy động, mà chuyện từ giấy động mà theo nó thì có đủ thứ chuyện hơn thua phải quấy khổ vui đủ thứ hết. Như vậy cho nên tất cả chúng ta ai cũng sẵn có từ cái tâm thể thanh tịnh, nhưng vì chợt sanh ra có cái vọng niệm, vọng niệm cho nên rồi gây đủ thứ nghiệp, có đủ thứ hình tướng. Vì vậy mà người biết tu á thì bây giờ từ một cái khởi niệm đi ra thành tới cái vọng tưởng, thì bây giờ mình muốn diệt cái vọng niệm ban đầu không được, bây giờ phải diệt cái vọng tưởng. Cho nên vọng tưởng bây giờ mình biết nó là hư giả, đừng làm theo nó, để lành để bớt cái phân biệt cảm, bớt cái phân biệt cảm rồi tới bớt cái niệm sợ, đi tới bớt niệm sợ cái rồi trở về cái nguyên thủy ban đầu, phải không? Đó là tu. Như vậy thì niệm khởi phân biệt rồi vọng tưởng tạo nghiệp, thì bây giờ chúng ta từ cái vọng tưởng tạo nghiệp đó trở lui lại cái gốc của nó. Mà miễn mình tạo nghiệp thì đi sanh tử, mình trở lui lại cái gốc của nó thì sao? Thì hết sanh tử, đơn giản như vậy. Cho nên biết thì mới thấy cái ý nghĩa của sự tu hành, mà nếu không biết thì thấy tu sao bắt ngồi lâu quá ngoải chân, rồi thêm cái chuyện như là ngồi hồi cái gục lên gục xuống thành ra không thấy cái gì lợi mà chỉ thấy mệt mỏi thôi mà. Và mình tu mà tới đi tới cái chỗ mà thấu suốt rồi thì những cái công phu của mình lúc nào nó cũng sáng sủa. Đây giải thích thêm chữ hội rằng hội là giải đó. Thanh tịnh đến tận cùng thì sáng thông, đạt tịch và chiếu thì bao gồm cả hư không, rồi nhìn trở lại thế gian giống như việc trong mộng. Mà nếu chúng ta được thanh tịnh tức là thấu suốt được cái lý tịch và chiếu à. Cho nên tôi nói ngày chiếu đạo ca nó quên rồi à, ngày Nguyên Giác thì nói câu đơn giản mà nó rất là chí lý, chỉ tỉnh lặng phải, thấy không? Tỉnh à, là chiếu, lặng là tịch, ngược lại lặng tỉnh tức là tịch thiếu. Cái đó là cái gốc của sự tu. Nếu thiếu một trong hai cái đó thì không có thế nào hết. Tịch mà chiếu mà tịch. Yeah. Ngồi mà nếu ngồi hồi cái mơ mơ thì có chiếu không? Mơ mơ thì lúc đó không có nghĩ gì hết, nhưng đó là tịnh mà không có chiếu, cho nên như cái hồn cảnh. Còn nếu ngồi thì tỉnh queo mà nhớ đủ cái chuyện thì đó là sao? Là tỉnh thêm loạn tưởng nó sai. Như vậy thì tịnh mà chiếu thì phải, mà thì chiếu mà tịnh là phải. Còn nếu mà tỉnh mà lại loạn thì sai. Còn lặng mà hôn trầm là sai. Như vậy thì chúng ta ngồi thiền lúc nào quý vị tự thấy mình đang tịch mà chiếu, hay đang chiếu mà tịch, tức là đang tỉnh mà lặng, hoặc đang lặng mà tỉnh thì chúng. Còn nó thiếu một trong hai cái đó thì không chúng. Thì quý vị xét kỹ thì cái đường lối tu thiền của mình nó không có lầm lẫn. Cho nên như nó nói là đạt tịch và chiếu thì bao gồm cả hư không, rồi nhìn trở lại thế gian giống như việc căm mộng, nghĩa là thấu suốt được cái tâm tịch chiếu đó rồi thì nhìn lại thế gian thật là cõi mộng. Những cái gì qua mất rồi tới cái ngày
mất luôn mình nữa. Phải không? Mất tất cả cái xung quanh rồi mất luôn cho mình. Cho giàu gì vậy? Đó. Chẳng khác nào như ngủ mộng thấy chuyện này chuyện kia giúp mình đứng dậy cũng mất tiêu hết trơn. Đó là cái giả sử. Pháp thân trong trẻo và lặng lẽ, vốn không có nhơ sạch chia khác, chân tánh lắng trong, đâu có thánh phàm sai biệt, đều bởi có mê ngộ đến nỗi khiến thành chẳng đồng. Kinh nói bốn đại vốn không, năm quẩn chẳng phải có, từ không mà khởi vọng, rồi vọng sanh ra mọi thứ sắc, đã trái với lẽ không, sanh không sanh văn hóa, lại hằng có hóa có sanh, bỏ chữ vị đi, lại hằng có hóa có sanh, chọn là buông tâm phóng chạy, hoàn toàn không giác, hoàn toàn không giác, không giác tánh hồi quang, hoàn toàn không giác tánh hồi quang, lấy quyển làm chân, trái không theo sắc. Cái đoạn này đã diễn tả lại từ cái giác mà biến thành mê, để cho chúng ta thấy rằng chúng ta sẵn có tánh giác mà bỏ giác chạy theo cái mê, tức là bối giác hiện trần á. Đó là pháp thân trong trẻo, đó là cái tánh giác, và lặng lẽ vốn không có nhơ sạch riêng khác, nó không có cái đốt đãi, không có tốt xấu phải với nhơ sạch. Cái chân tánh là lắng trong, đâu có thánh phàm sai biệt. Thì như vậy trong cái thể pháp thân không có cái đối đãi, không có hai phần, mà nó chỉ một cái thể trong sáng thôi. Đều bởi từ cái thể trong sáng đó, rồi đều bởi có mê ngộ đến nỗi khiến thành chẳng đồng đó. Bởi vì chúng ta khởi cái niệm mê ngộ mà thành ra nó không đồng, cho nên đây là kinh nói bốn đại vốn không, năm quẩn chẳng phải có. Cái thân tứ đại này nó là không, bởi vì tạm hợp rồi tan, nó không có gì kể hết. Rồi thân năm quẩn sắc thọ tưởng hành thức á, cũng chẳng phải có, tạm có chứ không thiệt. Từ không mà khởi vọng, rồi vọng sanh mọi thứ sắc. Từ cái thể chân không khởi ra vọng tưởng, rồi từ vọng tưởng thành ra các thứ sắc. Đã trái với lẽ không sanh không quá. Cái pháp thân thì đâu có sanh đâu có quá. Lại hằng có quá có sanh, tức là lại trở thành ra có quá có sanh liên tục. Chọn là buông tâm phóng chạy, hoàn toàn không giác tánh hồi quang, lấy biển làm chân, trái không theo sắc. Như vậy chọn chúng ta thả buông cái tâm mình chạy theo ngoại cảnh, mà hoàn toàn không có dùng cái tánh giác để hồi quang phản chiếu, rồi lấy cái quyển cho làm chân. Quyển tức là cái thanh tứ đại năm quẩn, là cái tạm bợ giả dối là quyển, mà mình cho nó là thiệt. Rồi trái với cái không mà theo cái sắc, tức là trái với cái tánh không, hay là trái với cái thể không tướng đó. Như khi nãy tôi nói, cái thấy, cái nghe vân vân, những cái đó có tướng mạo gì đâu, mà chúng ta lại không nhớ nó, mà chạy theo tất cả cái sắc tướng. Bản tánh chân như từ ban sơ, vốn tròn sáng, rộng lặng, vô vi. Từ khi nguyện có sắc thanh, vọng thức mà kết nhân, kết quả, vọng sự, vọng lý, vọng tạo, vọng làm, vọng nghiệp, vọng duyên, vọng năng, vọng sở, vọng tưởng, vọng chấp, thấm thêm vào sự mê hoặc mà thành thân, đi đi lại lại theo việc thọ báo. Thì Ngài nói cũng hết tình.
Bởi vì nói rằng chúng ta cái bản tánh chân như đó, buổi ban đầu nó vốn là tròn sáng, là rỗng lặng, là bất sanh bất diệt. Mà từ khi huyễn có cái sắc thân, huyễn có cái sắc thân cho nó thiệt có sắc thân, bây giờ chỉ một chữ thôi, sắc thân này là huyễn hay sắc thân này là thật, chỉ quý vị hai chữ đó bắt dùng từ chữ chỉ là sắc thân này là huyễn hay sắc thân này là thật, dùng chữ nào chỉ làm mất việc ngay vậy. Chỉ có hai chữ, chọn lấy một chữ là khéo tu. Nếu thấy sắc thân này là thật á thì đi đường nghe, nếu thấy sắc thân là quyển là tiến trên đường giác. Giờ quý vị chọn dùng từ chữ đi. Nhiều khi đi thì đòi đi đường giác mà muốn thấy sắc thân thiệt như vậy thì đâu có làm sao giác được, nó phải tuột à, nó phải tuột giác chứ không có thiệt. Bởi vậy sắc thân là quyển, thấy rõ như vậy là chúng ta đi trên đường giác, thấy sắc thân là thiệt là chúng ta đưa đi đường mê, nó không có gì lạ hết trơn. Mà bây giờ quý vị tin ý thế nào? Tu hơn thì là giác, mà ưng ý thì sắc thân thiệt. Như vậy ưng ý sắc thân thiệt là mê là giác. Như vậy làm cho chúng ta bị cái mâu thuẫn. Cái người tu mà thấy khổ sở, thấy nhọc nhằn là gốc từ cái chỗ đó, là đi thì nguyện đi đường giác, mà nhìn á thì nhìn theo cái lối mê. Đi thì đi đường giác, mà nhìn thì nhìn theo lối mê, bởi vậy không đau khổ sao được, phải không? Tiến là tiến không được, mà lùi là lùi cũng không xong. Bởi vì nhìn theo lối mê, nếu lùi lại thì cũng trở về mê. Mà muốn tiến là đường giác, mà nhìn theo lối mê là sao? Thấy đường giác thì đi. Cho nên tiến không được mà lùi cũng không xong, rồi đau khổ. Tu mà không bao giờ thấy an lạc hết trơn. Năm năm, bảy năm, nhìn tới, nhìn lui, nhìn quanh quẩn, sao thấy gì cũng phiền não thôi. Tôi nhiều khi ngồi trong một số người tu nghe kể chuyện, hầu hết là kể chuyện huynh này dở cái này, huynh kia thiếu cái kia, huynh nọ hay sân, huynh nọ hay phiền não, huynh nọ hay cãi, toàn nghe chuyện đó nhiều. Chưa có nghe nói, à huynh đó cũng giác thịt đó, huynh đó cũng thấy thân mình như quyển, huynh đó đối mọi việc không có nhíp mắt gì nữa. Ít tôi nghe ai kể cái đó cho tôi nghe, phải không? Mà nghe kể cái kia không à? Đi thì đi cái đường giác, mà nhìn theo lối mê. Bởi vậy cho nên được khổ, không có bao giờ ai làm được cái việc mình nên làm. Như vậy thì bây giờ tại sao? Phải khẳng định đi đường nào thì nhìn theo lối ấy, đi đường này thì nhìn theo kia thì sao được, sao đi thế nữa, phải không? Thì quý vị khẳng định chưa? Chỗ này thấy thì nó dễ, đơn giản, hết sức là đơn giản, chỉ nhận có một chữ thôi, hoặc là thân này quyển, hoặc thân này thiệt. Quyển thì thiệt, hai cái đó là bắt một, bắt nhất định, chứ nó bắt là bắt bằng nước nghiệp, nước xuông, nhất định như vậy. Thì giả sử mình nói thân này quyển, mai kia anh em nào, huynh đệ nào đó đứng như thấy mình đi, cái đó cái gã đó tu hành gì, đi tướng đi xấu, gã đó tu hành gì mà cái giá giống như người kẻ trộm. Nói như vậy mà mình đứng cười đầu quyển, mình nói gì nói anh thôi, phải không? Thế còn bây giờ mà mình thấy nó thiệt á thì ai mà phê phán như vậy thì có chuyện là, phải không? Cho nên bây giờ chúng ta chỉ lựa một chữ trong hai chữ đó ứng dụng thì thấy.
chúng ta tiến hay lùi biết rõ, phải không? Quý vị hiện giờ là quý vị đang nguyện đi trên đường giác, cạo đầu mặc áo đi theo đường của Phật Đế, đường Phật Đế là đường giác, mà tại sao không gỡ không dẹp cái nhìn theo lối mê đó, gỡ dẹp nó thì quý vị trọn vẹn đi đường giác, còn không gỡ thì đi ra đi được trực té hoài. Vì gì đi lần này mất một kia thì tất nhiên chắc té hoài, chứ sao được hết á. Phải vậy không? Phải vậy cho nên là tôi nhiều khi tôi nghĩ cũng tội nghiệp, mà không biết nói sao. Ở trong huynh đệ, cô ai cũng nguyện trọn đời đi trên con đường giác ngộ cho viên mãn. Nghe thiệt là dễ thương. Thế là quyết chí vậy là thiết thương. Mà nguyện đi con đường giác, mà cạo tóc mặc áo xong xuôi rồi, thọ giới rồi cái thỉnh thoảng thần lọc với cái hố nghề. Vậy dễ thương không? Mà lọc rồi cũng đưa tay thương gậy kéo lên rồi tuy vào rồi ngồi cái lọc cái nữa. Cứ như vậy mà cứ kéo lên cứ xuống hoài, thật là khổ, phải không? Mà không phải một người, mà nhiều người như vậy. Nhằm giờ cái tâm ban đầu thì thật là đáng quý, nhưng mà sao đi hồi cái đời nó lanh quanh lẫn quẩn rồi. Cho nên chúng ta phải có cái khẳng định đã quyết tâm đi trên đường giác thì phải thấy thanh tứ đại như nguyện, không có Phật. Mấy mươi năm nghe như dài là chưa rồi, thật ra hết sáng tới tối, hết tối tới sáng rồi cái lật vật mới tới mấy mươi năm, rồi mấy mươi năm rồi cái thì mất tiêu còn gì đâu, thì không phải nguyễn là gì. Nên bây giờ nhìn lại ở đây trong lớp này quý vị được mấy chục năm rồi, rồi mấy chục năm qua nhớ lại coi như cái gì, như gì cũng như quý hiếm chứ cái gì đâu, thì nó là như vậy, thì còn mấy chục năm nữa cũng như quý hiếm luôn, cái gì đâu, phải không? Như vậy đó mà không chịu, nên là phải thấy thiệt. Bây giờ tôi hỏi, nếu mà một vị nào nhận là thân mình như quý hiếm khẳng định không nghi ngờ gì hết thì ở trong chúng có phiền não có không? Như vậy dễ quá, chỉ có nhận cái chữ một thôi, chỉ một chữ mà mọi việc đều tốt, ngược lại thì mọi việc đều xấu. Đó là tôi nói cho quý vị thấy cái quan trọng của mình. Nên ở đây ngài khéo dùng những cái từ nó rất là đặc biệt, bởi vì hoàn toàn không có hồi quan phản chiếu, tức là không có dùng cái tánh giác hồi quan phản chiếu đó. Như vậy thì quý vị nhớ cái hồi quan phản chiếu là cái gì? Là cái giác, nhưng mà cái mê đó. Chạy theo cảnh, chạy theo người, đó là mê. Quay lại soi sáng mình, biết thân năng quẩn không thiệt, đó là giác. Cho nên hồi quan phản chiếu mà bây giờ không hồi quan phản chiếu, tức là lấy nguyện làm chân, trái không theo sắc, bởi vì cái tánh giác là không có tướng. Mà bây giờ mình không có chấp nhận cái tánh giác đó, mình chạy theo hình tướng, cho nên gọi là trái không theo sắc. Bản tánh chân như từ ban sơ vốn tròn sáng rỗng lặng vô vi. Cái bản tánh chân như của mình là tròn sáng, lỏng, rỗng lặng, không có sanh, không có diệt. Từ khi có nguyện, khi nguyện có sắc thân, từ khi nguyện có sắc thân, rồi vọng thức, sắc thân có thì vọng thức sanh, mà kết nhân, kết quả, từ sắc thân, rồi vọng thức có ra nhân, rồi quả, rồi vọng có sự, vọng có lý, vọng tạo, vọng làm, vọng nghiệp,
vọng duyên, vọng năng, vọng xá, tất cả đều vọng trời, vọng tưởng, vọng chấp, thấm thêm vào sự mê hoặc mà thành thân, rồi đi đi lại lại theo nghiệp thọ báo, cứ quanh qua quẩn lại theo nghiệp thọ báo. Như vậy thì tất cả từ cái quyển thân rồi vọng thức rồi kết thành ra tất cả cái vọng sau này, nhân quả xử lý, tạo tác nghiệp duyên, năng sở, vọng tưởng, vọng chấp, vân vân. Như vậy thì tất cả cái đó đều là cái dối. Bởi cái thân đã dối, cái thuyết đã dối, thì tất cả cái gì do thân tạo, do thuyết nghĩ cũng là dối thôi. Cho nên tất cả cái đó dối, mà đã theo cái dối, cho nên nó thấm lần trở thành mê hoặc. Mà lên đã thành mê hoặc thì phải đi trong tam giới. Bởi vậy cho nên nó đi đi lại lại theo nghiệp thọ báo. Thuyết thần đã theo nghiệp, rồi theo nghiệp thọ thân. Nà, cái thuyết đã theo nghiệp, rồi từ cái nghiệp đó mà thọ thân tốt xấu khác nhau, ra nơi này vào nơi kia, bỏ kia sang đây, lên xuống trong sáu đường, qua lại nơi ba cõi, lành giữ chẳng đồng, muôn loài sai khác, giàu sang nghèo hè, tùy hạnh nghiệp mà sanh, chẳng phải thông nhân mà mong được quả. Thế gian mộng nguyện há được lâu dài, dài lâu muốn chứng trên thường, hãy xuất gia theo Phật, học đạo vô thượng, vượt cao lên quả thù thắng. Thì chỗ này tôi xin phụ chú một chút. Thầy mới nói rằng muốn chứng trên thường hãy xuất gia theo Phật, đừng nói chuyện này đủ ai nấy cậu tóc trong chùa hết, phải không? Không được. Bây giờ muốn chứng trên thường thì phải nói cái khác đi, hãy khéo tu học Phật, hãy khéo tu học Phật, tại gia xuất gia thì cũng được, khéo tu học Phật, rồi học đạo vô thượng, vượt cao quả thù thắng. Bởi vì chúng ta quen nói rằng muốn giải thoát thì phải xuất gia, rồi ai lỡ có gia đình, có con cái rồi bây giờ lại tham giải thoát, rồi sao đây? Vứt bỏ cho ai? Mà nếu mà không vứt bỏ thì làm sao giải thoát? Rồi cứ như vậy cái là có gia đình con cái là lỡ thấy bộ trói buộc con cái quăng đó đi tù. Một người quăng dạy, trăm người quăng dạy, ngàn người quăng dạy thì sao? Thì cái xã hội này chắc chết đói cả chục. Hay là đi tù không làm ra tiền bạc gì hết. Còn con cái 5 tuổi, 3 tuổi bỏ ở nhà cho bà xã lo, bà lo đâu có sợ. Thì như vậy là chết đói cả chục. Cho nên chúng ta phải nói lại, nói cho rõ ràng hơn chút. Đó là nếu ai muốn mà chứng được cái quả chân thường ấy, thì hãy khéo học Phật, học đạo vô thượng, vượt cao quả thù thắng được rồi. Cho nên nó nói xuất gia. Thì đó là cái nhận xét của tôi. Bởi vậy cho nên tôi chủ trương là phải học theo kiểu của Ngài Tệ Trung Thượng Sĩ vậy đó. Gần tịch rồi cũng còn có hai bà đứng hai bên khóc đó, khóc là mình đi tự do đó. Thì cái đó là hay. Như vậy thì cái xã hội đâu có rầy mình, không có trách mình. Chứ còn ai cũng chạy đi chùa hết thì nguy lắm. Đạo vô thượng tức là pháp tánh chân như. Nếu ngộ pháp tánh chân như, trong trẻo, tròn đầy, rỗng rang, vắng lặng, thì vọng tình dần dần giết sạch, chánh giác trong sáng tròn thành, không xưa không mê, vượt cao lên ba cõi, chẳng sanh chẳng diệt, ngang khắp mười phương, tròn đồng thái hư, bình đẳng như vậy, hằng chứng bồ đề. Như vậy thì cái đoạn này, bởi vì ở đây là nói về phần kiến tánh,
tức là thấy nhận được cái bản tánh của mình thì đã diễn tả cái bản tánh của mình như vậy đó, nó tròn sáng trong trẻo lặng lẽ. Nhưng vì chúng ta giấy niệm rồi chạy theo tạo thành duyên nghiệp, từ thành duyên nghiệp mà có sanh có tử đủ thứ hết. Bây giờ nếu biết cái thanh sanh tử này là quyển quá, ngoại cảnh ở trong cái thế gian này nó không thiệt, thì đó là chúng ta trở về với cái thể tánh trong sáng tròn lặng ấy. Còn ngược lại thì chúng ta cứ chìm chìm đắm đắm không biết chừng nào ra khỏi. Kể thân Phật siêu ba cõi, tịch quang đầy thái hư, hiện hình trăng trong nước, mãi làm thầy trời người. Nói rằng thân của Phật, thân này là cái thân pháp thân đó nha, chứ không phải cái thân quá thân hay là cái thân báo thân. Cái thân Phật là pháp thân đó, nó vượt ra tam giới, tức là ba cõi, tịch quang đầy thái hư, lặng mà sáng. Bởi vì pháp thân là lặng mà sáng, cho nên tỉnh tỉnh tức là sáng, tịch tịch là lặng, phải không? Lặng sáng, mà chúng ta ngồi thiền sống được với cái lặng lặng sáng sáng đó là trở về với pháp thân, chứ không có gì lạ. Ai tỉnh tỉnh lặng lặng thì đang sống trở lại với pháp thân. Cho nên tịch quang đầy thái hư, hiện hình trăng trong nước, mãi làm thành thầy trời người. Nếu Phật báo thân, Phật quán thân có ra thì chẳng qua là cái đó là cái ứng hiện của pháp thân. Mà cái ứng hiện của pháp thân thì giống như là cái bóng trong bóng mặt trăng ở trong nước thì thôi. Bóng mặt trăng trong nước là có hay là không? Nếu chúng ta nhìn vào hồ nước trong đêm dầm không may thì thấy mặt trăng hiện tròn ở dưới đáy nước. Vì có người nói mặt trăng dưới nước đó là thiệt, có hay là thiệt không? Đó là sao? Thiệt có hay là thiệt không? Nếu thiệt có thì thử giới có mò có được hay không? Mà mò giới không được thì nó phải thiệt có. Mà nếu nó thiệt không thì cái gì thấy đó, phải không? Thấy rõ ràng đó, nó không sao được. Như vậy, chỉ nói đó là cái bóng mặt trăng, không nói thiệt có, không nói thiệt không. Cũng như vậy, thân này không nói rằng nó có thật, nó không thật, mà chỉ nói là quyển có. Quyển có, quyển thì không thiệt, mà quyển thì ta hiện thì rõ ràng trước mắt, đâu phải là không. Như vậy cái hóa thân của Phật, báo thân của Phật hiện ra để mà giáo hóa làm thầy trời người đó, đó là cái bóng của mặt trăng dưới nước, hay là nói là cái bóng của pháp thân, chứ không phải là thiệt. Hiểu vậy thì mới thấy rằng Đức Phật Thích Ca ngày xưa, ngày nay đâu còn, phải không? Chỉ còn lại một chút ít xá lợi. Như vậy thì cái thân 32 tướng tốt cũng bị quả, chứ đâu phải không quả. Đó. Giờ hỏi, hai ngôi Phật và Pháp, ngôi nào trước, ngôi nào sau? Câu hỏi này, hỏi Phật và Pháp, thì cái nào trước, cái nào sao? Nếu nói Phật có trước, quả chữ ở, quả chữ có, tức là nếu nói
nói Phật có chứ. Phật này nương theo pháp nào mà được thành đạo mới gọi là Phật. Nếu bảo pháp có chứ, pháp này do Phật nào nói nên gọi là pháp.